Thầy dạy bao nhiêu lâu rồi bây giờ còn làm như vậy á hả? Đang làm vô gia xong tự nhiên đi ngang qua ăn mít không? Ai nói cái chữ là ăn mít không? Thầy ủa? Không muốn nói nữa mệt. Ủa? Hello? Ủa? Sợ lắm. Khi nguội thì cái mùi nó sẽ ghê hơn lúc mới chiên. Đúng rồi. Chị thấy có mùi rồi em. Nope. Wow. Đó. Cái mùi thối với cái mùi nước hoa thì nó sao? Em yêu cầu bản thân em nhiều và em muốn cái điều đó nó quá nhanh. Chị có một cái cách nữa là cái cách chị hay dùng là chị vẫn sợ người đó. Với em á, thì em cảm thấy cái việc này nó còn khiến em stress hơn nữa. Ánh mắt dè biểu của những người tô tường xung quanh. Em nói là hai chú này bị hôi nách quá mẹ ơi. Trời ơi, bị hách trong nôi em ơi. Trời ơi.